tầm nhìn cái di sản về ngoại giao cây tre mà người ta hay diễn dịch ấy, nhưng mà tôi thì thấy là cái tầm nhìn nó lớn hơn, ý thức trách nhiệm rất cao với cộng đồng, và Việt Nam nhờ đó mà trở thành một cái điểm sáng thế giới, và các cái lãnh đạo của các cái cường quốc trên thế giới đều đến Việt Nam là một cái công lao, tôi nghĩ có đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các thế hệ lãnh đạo Việt Nam trong tương lai cũng như mỗi người Việt Nam nên suy nghĩ, tức là di sản lớn hơn tài sản, phải tận tâm vì dân vì nước, và nhân dân sẽ ghi nhận. Thì bản thân chúng tôi nhìn thấy cái cơ hội để đóng góp cho đất nước bằng muôn vàn cách khác nhau. Anh có thể ở cương vị lãnh đạo, nhưng có thể anh chỉ là một cái tấm gương, hoặc là anh có thể đưa ra những cái luận thuyết để giúp đất nước phát triển. Thì thế hệ trẻ phải có trách nhiệm với đất nước, dân tộc này nhất định phải phồn vinh, đất nước này nhất định phải hùng cường. Thì đấy là một cái niềm tin mà tôi nghĩ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm lại cho thế hệ lãnh đạo ngày hôm nay và thế hệ trẻ trong tương lai. Trong những giờ phút đau thương này, chúng ta lại có một quyền hy vọng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại một di sản rất lớn và một cái nền móng rất vững chắc để dân tộc Việt Nam trỗi dậy trong một thời gian mới, cho những công cuộc đổi mới tiếp theo. Tôi nghĩ là có cái hơi thở cũng như có cái sinh khí mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho thế kỷ 21 này. Và chúng ta tin tưởng rằng năm 2045, khi đất nước kỷ niệm 100 năm độc lập, người Việt Nam sẽ ngẩng cao đầu, sánh vai các cường quốc Nam Châu.